Thưa quý vị, Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, cũng là quốc gia cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư sớm nhất và đến nay tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế với 4 đối tác Nhật Bản là thành phố Kawasaki, thành phố Izumi-Ozu, thành phố Sanzo và ngân hàng Mizuho. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu đều phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục phát huy những lợi thế về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, nguồn lao động dồi dào, môi trường đầu tư thông thoáng. Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục thu hút nguồn vốn chất lượng cao của doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Nhật Bản nằm trong top 5 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vốn FDI nhiều nhất vào Bà Rịa Vũng Tàu, với 45 dự án, tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ đô la Mỹ. Trong số các doanh nghiệp đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu, có các tập đoàn lớn như KOA, Nippon Steel, Marubeni, Sumitomo, Itochu, Asahi Glass, tập trung vào các ngành nghề như sản xuất thép, kính công nghiệp, hóa chất hiếm, khí công nghiệp, giấy bao bì, trang và gia công ống dầu khí, may mặc, cảng biển. Phần lớn doanh nghiệp FDI Nhật Bản đều triển khai dự án nhanh, công nghệ tiên tiến, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi rất tin tưởng vào môi trường đầu tư ở đây. Với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được một số kết quả tốt trong những tháng đầu năm 2024. Lợi thế gần cảng biển, giao thông thuận lợi, đó là lý do hàng đầu để chúng tôi lựa chọn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi đầu tư. Để thu hút vốn đầu tư Nhật Bản, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư lành mạnh, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục xây dựng, đất đai theo hướng nhanh chóng, minh bạch, đúng luật. Đáp ứng hạ tầng cho các nhà đầu tư Nhật Bản triển khai dự án, tháng 11 năm 2011, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đi vào hoạt động. Đây là một trong hai dự án kiểu mẫu nằm trong thỏa thuận hợp tác và phát triển được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Khu công nghiệp cũng nằm trong chương trình sáng kiến phát triển kinh tế địa phương của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cùng chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu để phát triển thành khu công nghiệp kiểu mẫu. Đến nay, khu công nghiệp thu hút được 45 dự án, tổng vốn 4 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ lắp đầy đạt 80% diện tích. Năm 2014, tỉnh thành lập tổ công tác Nhật Bản gọi tắt là Sabandes nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản và Bà Rịa Vũng Tàu cũng được hai bên thúc đẩy và đạt được kết quả tích cực. Trong đó có dự án sản xuất sản phẩm mang thương hiệu chung Tsubame Sanzo tại Việt Nam vừa kết thúc vào tháng 4 năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026. Doanh nghiệp Nhật Bản luôn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh, mà việc ngày càng có thêm nhiều dự án đầu tư với số vốn tăng mạnh là minh chứng. Các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng đang thường xuyên kết nối trong các cái công tác xúc tiến đầu tư và hợp tác giữa các địa phương để thực hiện các cái dự án hỗ trợ kỹ thuật. Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ đều là lĩnh vực mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang kêu gọi đầu tư. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản gắn với định hướng phát triển bền vững của tỉnh, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, tạo điều kiện cho công nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quá trình thực hiện, tỉnh duy trì tiếp xúc thường xuyên với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, qua đó củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với đối tác Nhật Bản.